Tống Thế Kiệt, ăn cơm. Ăn cơm. Qua. Ý nè, có thịt hả? Lính đại ca có phát lộn cơm không đây? Thường ngày tan cơm á có cất dán cất chuột đó mà. Qua không bị chua không bị hồi đó. Hây da. Ê, có ăn thì ăn đi, sao còn tía lia? Một lát chia một miếng cho người. Wow. Miếng thịt đắng quá vậy. Đây là cơm thịt đắng. Nhưng mà không sao, cổ nhân có nói là ngọa thân thường đắm. Hôm nay Tống Thế Kiệt này ăn cơm thịt đắng thì là có ý nghĩa chứ. Rất có ý nghĩa. Bị lũng, cơm thịt đắng đã bị lũng, khổ nhục kế đã bị lộ, có người nhìn ra khổ nhục kế của mình, không thể nào. Lính đại ca, lính đại ca, lính đại ca à, lính đại ca, mình đâu có kêu thịt đông ba đâu. Ê, thầy kệ thịt gì, nói tóm lại có ăn thì cứ ăn đi, mời mời mời, nè ăn đi, sẵn đang nóng. Nè Hoa, sao đắng vậy? Bị khét hết rồi. Chắc là đầu bếp đã làm cho khét chứ gì. Đồ này sao cho đại nhân ăn được. Thiệt bậy bạ. Thiệt bậy bạ mà, người đâu? Sao đây quý vị? Thịt đông ba không có vừa miệng à. Người lại. Quay, người có biết người đang nói chuyện với ai không? Thịt đắng này là do ta tặng cho đại nhân và tổng binh đại nhân ăn đó. Ta đương nhiên là biết hai vị là ai rồi. Ồ, thịt đông ba này do người tặng tới hả? Quá, rượu nồng mỹ nhân. Đại nhân thì là biết hưởng thụ quá ha. Nhưng mà đại nhân ăn một mình, đại nhân đã sắp bị tù rồi. Như vậy thì đại nhân nên nhường bớt ra một ít để cho anh em ăn. Như vậy mới gọi là tích một chút phước đức chứ hả. Hổng lâu. Giang tổng binh bớt giận. Này, thật ra ngươi là ai? Tới đây với mục đích gì? Hai vị đại nhân thì là giỏi quá đi. Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn có thể ngồi để ăn uống hả hê như vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi, chết tới nơi rồi vậy mà còn không hưởng phước thì là dại dột đó đại nhân. Hổn láo, người nói gì? Ủa, còn làm dữ nữa à. Hãy khách sáo một chút đi, ta có thể là ân nhân cứu mạng của người đó. Người nói như vậy nghĩa là gì? Tổng binh đại nhân, dĩ nhiên ta đánh không có lại người đâu. Nhưng mà e rằng sau khi ta rời khỏi phòng này thì ta sợ là hai vị không có được siêu thoát đâu à. Giang tổng binh, ngoan ngoan, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Vị này, thật ra người tới đây là muốn nói cho ta nghe chuyện gì? Hai vị đại nhân, dạo này thì tiêu diệt phản loạn đã được tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà có nghe nói là có một trạng sư thì là không biết điều giết thời ở ngoài nha môn để chửi đại nhân hả? Phải, hắn ta viết một bài thơ phản, ta đã giam hắn lại chờ ngày xử chém. Nên chém mà, nhưng mà chưa chém, chờ cái gì nữa? Ồ, luật lệ đại thanh có nói là kẻ làm phản nghịch phải giao lên hình bộ xử lý. Như vậy thì phải mất thời giờ rồi. Công dân đi tới đi lui phải mất bao lâu? 7 ngày. Ê, người hỏi chuyện này làm gì? Chủ quản của bộ hình là ai, các ngươi có biết không? Là Cung Thân Dương. Cung Thân Dương? Ta nghe nói là Cung Thân Dương không lâu sẽ tới đây thôi. Các ngươi không có thấy lạ sao? Công dân tới lui phải mất 7 ngày, nhưng mà Dương gia, một đấng chủ quản của bộ hình, mới đây đã tới rồi. Quay, nè nè, cái việc làm quan thì bổn quan rành hơn người. Tiêu diệt phản loạn một công lao lớn vậy, quan nào mà không muốn chứ? Tân Dương là Dương gia, lại là chủ quản của bộ hình, công lao này tới hay không cũng không có thuộc giảng mà. Có cần lặn lội từ đường xa tới đây để lãnh một ít công lao đó hay không vậy? Thật ra người muốn nói cái gì? Các người cứ nghĩ Cung Thân Dương lại là chủ động xuống đây. Có bao giờ nghĩ tới hắn có thể là bị động hay không? Người nói như vậy, Tống Thế Kiệt đã giết thời Thượng Tố, muốn dụ Cung Thân Dương tới đây à? Wow,
Giang Tổng Vinh thì là gần như văn võ song toàn. Thơ phản thì là thơ phản. Dụ được Cung Thân Dương xuống đây rồi làm sao? Bộ các người không có biết Cung Thân Dương và Tống Thế Kiệt tình như thủ túc hay sao? Hả? Vậy rồi sao? Đại nhân, ngươi đúng là thất sách. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhà chứ. Ta nói cho các người biết, cả câu chuyện là do Tống Thế Kiệt một tay sách quạch. Hắn giết thờ phản ở ngoài nha môn để công dân trượt đạt bộ hình. Thân Dương nhìn thấy nhất định phải đích thân nam hạ để mà thẩm lý. Với quan hệ giữa hắn và Tống Thế Kiệt, vì công hay là vì tư cũng phải trị tội các người. Các người còn đòi giết Tống Thế Kiệt à? Tống Thế Kiệt muốn giết các người đó. Các người đã bị trúng khỏi nhục kế rồi. Đi. Lý Tư Ca, đang xảy ra chuyện gì? Sao ồn ào quá vậy? Lý Tư Ca, đã làm rớt chìa khóa kìa. Lý Tư Ca. Tại sao bộ họ bỏ đi hết vậy? Lý Tư Ca. Lý Tư Ca đừng khóa cửa nha. Ba gì đại ca này, cánh cửa không có khóa, các ngươi tự mình chạy đi. Ta không chạy. Ta không chạy đâu. Cứu mạng! Chạy! Cứu mạng! Tống Thế Kiệt vừa ngục, bắt nó lại! Có giỏi thì bắt chúng tôi đi! Anh hùng thì lì dữ quá ha. Qua. Cảm ơn anh hùng của mày. Ta nhất định theo sát người. Tiền ra là ngươi. Tống Thế Kiệt, ngươi muốn lợi dụng Cung Thân Dương để xúi kiện chúng tôi hả? Ngươi khôn, ta cũng không ngu đâu. Ngươi muốn giết ta? Tại sao khi nãy không ra tay, còn cứu ta ra ngoài? Không cứu ngươi ra, làm sao ngươi có được cái tội danh đào phạm giết người? Người muốn vu oan cho ta? Chịu chết đi. Hey! Là lão đen. Chạy. Wow. Rượt theo. Dạ. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.